Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Ca Phác Na -um, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này trướng tay quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người lên nói tiếp, vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu chúa cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức giê hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Pharaoh liền đáp, Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là đứng thánh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Ai theo Chúa để chị tìm lợi lộc vật chất Thì người đó sẽ thất vọng Ở nơi Chúa chúng ta sẽ tìm được lời ban sự sống đời đời Và tin mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả Những người đã nghe Chúa Giêsu giảng Và đã thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ và hôm nay Chúa Giêsu nói với họ về bánh hàng sống nhưng có một nghịch lý đó là sau khi Chúa Giêsu nói ai ăn thịt ta vũ máu ta sẽ được sống đời đời thì phản ứng của các môn đệ là lời này chói tai quá ai mà nghe được và thánh Gioan còn cho chúng ta biết là từ bấy giờ nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Ngày xưa dân Do Thái đi theo Chúa Giêsu vì họ chứng kiến các phép lạ Chúa làm, nhất là những phép lạ có lợi cho bản thân họ, như là Chúa đã hóa bánh ra nhiều để cho họ được ăn non nê. Dân chúng đã theo Chúa và tìm Chúa, nhưng đứng trước mặt khải về thánh thể là của ăn cho họ sự sống đời đời thì họ lại cảm thấy khó chịu và họ đã không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều người dễ nhạy cảm trước cái đói về thể xác bao nhiêu thì thường lại hứng hờ trước những thiếu thốn về tinh thần bấy nhiêu. Đến với Chúa để cầu xin những thứ liên quan đến phần xác, ít khi xin những điều liên quan tới phần hồn liên quan đến sự sống đời đời. Ít khi xin cho biết sống đẹp lòng Chúa hay là biết từ bỏ tính hư nết xấu. Thường thì ta hay trình bày với Chúa về khó khăn trong chuyện làm ăn, chuyện đau ốm bệnh tật. Và khi xin Chúa mà Chúa chưa nhậm lời thì ta thường thất vọng, nạn lòng, chẳng muốn tin vào Chúa nữa. Cách này hay cách khác chúng ta cũng rút lui không còn đi theo Chúa nữa. Một thực tế là trong giáo hội hôm nay cũng có những người bỏ Chúa, bỏ giáo hội để đi theo các giáo phái sai lạc và nghịch với đức tin của giáo hội. Nhưng có lẽ đó chỉ là một con số ít thôi. Còn rất nhiều rất nhiều người sống đạo một cách hờ hững, lơ là hay vì thói quen Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình theo Chúa Giêsu không luôn êm ả à như chúng ta mong muốn. Một ngày nào đó khi phải đối diện với buồn sầu, oán giận, sợ hãi hoặc nghi ngờ và thất bại. Có thể lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta cảm thấy chói tai, không muốn chấp nhận, ta muốn thối lui. Trong những khó khăn như thế, ta có dám can đảm tuyên xưng như Thánh phê ngày xưa đó là Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là đứng thánh của Thiên Chúa. Trước những biến cố của cuộc sống, xin Chúa cho chúng ta thêm niềm tin và gia tăng sức mạnh để ta luôn trung thành theo chúa suốt đời amen